Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 23 tháng 10, thông tin chùa Phổ Quang, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ bị cháy được phản ánh trên một số phương tiện thông tin đại chúng. Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Phú Thọ đề nghị địa phương kiểm tra thực tế tại di tích có ngay biện pháp bảo vệ bảo vật quốc gia bàn thờ Phật bằng đá. Theo công văn do Phó Cục trưởng Phạm Định Phong ký ngày 23 tháng 10, Cục Di sản Văn hóa yêu cầu địa phương đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất phương án xử lý, đồng thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng đã có báo cáo về vụ cháy tại Chùa Phổ Quang. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lũng cho biết vụ hỏa hoạn này không gây thiệt hại về người nhưng chùa chính hư hỏng nghiêm trọng. Đây là điều vô cùng đáng tiếc. Cụ thể, tòa Tam Bảo, 27 pho tượng Phật cùng các cơ sở vật chất trong chùa đã bị thiệt hại hoàn toàn. Bảo vật quốc gia bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa sen, thiệt hại ước tính vào khoảng 25 tỷ đồng. Chùa Phổ Quang là di tích lịch sử văn hóa quốc gia, được xếp hạng tại quyết định số 92 VHTTQD năm 1980 của Bộ Văn hóa Thể thao, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Ngôi chùa có tuổi đời hơn 800 năm, còn lưu giữ được nhiều di vật, cổ vật có giá trị Đặc biệt là bảo vật quốc gia bàn thờ Phật bằng đá. Sáng ngày 23 tháng 10, một lãnh đạo xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an đang xác minh làm rõ vụ việc một nam sinh ở địa phương đã bị ép phải ăn đất. Bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân trong vụ việc này là em HD, là học sinh lớp 9D, trường Trung học cơ sở Anh Xuân. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền một đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh em D bị một nhóm người bắt ngồi xổm tại một khu đất và bị buộc phải tự tay bốc đất để ăn. Bị khống chế, D chỉ còn biết tự bốc đất viên thành cục đưa vào miệng trong tiếng cười hả hê của nhóm người trên. Theo lời thoại trong đoạn video, D buộc phải ăn như ăn cơm. Khi D có dấu hiệu trần trừ, một người trong nhóm này đã hăm dọa bằng những lời lẽ đáng sợ. Do bị ép buộc, D đành phải đưa một miếng đất vào miệng nhai và nuốt. Nhưng có dấu hiệu bị nghẹn, một người trong nhóm nói: "Thôi tha cho nó", nhưng một người khác vẫn không chịu và tiếp tục đe dọa ép buộc D phải nuốt, không được nhả ra. D tiếp tục đưa đất vào miệng nhai và bị nôn ọe thì được cho uống nước, chưa hết, D còn bị ép buộc hút hai điếu thuốc lá và phải nuốt khói thuốc. Ông Nguyễn Thúc Quang, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nam Anh cho biết, sau khi sự việc xảy ra, D đã được người thân đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Chủ tịch xã Nam Anh nói: sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì sức khỏe của em D bình thường, không có vấn đề gì. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ sự việc và triệu tập những người liên quan để làm rõ. Ông Nguyễn Thúc Quang cho biết, nam sinh bị bạn ép ăn đất quay clip trú tại địa bàn xã Nam Xuân. Hai nam sinh liên quan đến sự việc là công dân trên địa bàn xã Nam Anh, trong đó em D nam sinh bị bạn ép ăn đất quay clip có hoàn cảnh rất khó khăn và đáng thương. Bố của D bị ung thư vừa mới mất. Hai người FD bốc đất ăn là một người bạn học cùng lớp và một nam sinh lớp 11 trú ở xã Nam Anh, huyện Nam Đàn. Ông Nguyễn Trọng Hoàn, tránh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng cho biết, ngay khi nắm được thông tin, Sở đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Đàn khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng có thẩm quyền khác khẩn trương xác minh, làm rõ. Nếu có vi phạm thì có giải pháp giáo dục phù hợp để các em nhận thức được hành vi chưa đúng của mình, từ đó nâng cao ý thức, đạo đức. Ngoài ra, phòng giáo dục chỉ đạo các trường phối hợp với địa phương, gia đình tăng cường hơn nữa việc nắm bắt tâm lý học sinh cả trong và ngoài nhà trường để kịp thời nắm bắt các sự việc, đồng thời giáo dục các em toàn diện. Ngày 22 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật đối với cơ sở được viết tắt là PKDHI TP Hồ Chí Minh. Số 75 đường Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Cụ thể, sau khi xem xét đề xuất của Sở Y tế về vụ việc khám chữa bệnh tư nhân có hành vi vi phạm pháp luật tại địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với đề xuất của Sở Y tế về việc chuyển hồ sơ sang công an để điều tra làm rõ và xử lý vi phạm theo quy định. Trước đó, chiều ngày 30 tháng 9, đoàn kiểm tra của Sở Y tế Gia Lai phối hợp với công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất tại cơ sở phòng khám DHI TP Hồ Chí Minh địa chỉ 75 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku. Tại thời điểm đoàn kiểm tra có mặt, cơ sở đang hoạt động bình thường. Lúc này một người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh đang khám bệnh cho một khách hàng, tư vấn điều trị suy giãn tĩnh mạch, tiêm sơ và laser sóng cao tần. Qua điều tra ban đầu, người tự xưng là bác sĩ Võ Minh Thanh khai nhận tên thật là Võ Minh Chiến, sinh năm 1996, cư trú tại thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai. Chiến cho biết bản thân tốt nghiệp chuyên ngành văn hóa, không có bằng cấp hành nghề y, nhưng tự nhận là bác sĩ tư vấn, khám bệnh cho khách hàng theo hướng dẫn của bà Lê Thị Thành, chủ quản lý cơ sở. Trước yêu cầu của đoàn kiểm tra, ông Chiến gọi điện cho người quản lý, người này cho biết tên là Lê Thị Thành, sinh năm 1996, quê ngoài Bắc, do nhà bị ảnh hưởng lũ lụt nên đã về quê giải quyết công việc gia đình và hứa sẽ có mặt làm việc với cơ quan chức năng theo yêu cầu. Toàn bộ tiền khám chữa bệnh cho khách hàng đều chuyển vào tài khoản của bà Lê Thị Thành. Ngoài lập biên bản, đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở chấm dứt ngay hành vi vi phạm dừng tất cả hoạt động liên quan đến lĩnh vực khám chữa bệnh, tháo gỡ toàn bộ biển hiệu khám chữa bệnh. Sau thời gian nghị án kéo dài, ngày 22 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tuyên án đối với 55 trên 56 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại các đội nghiệp vụ thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó có 7 cựu thanh tra giao thông bị tuyên án về tội nhận hối lộ. 48 bị cáo khác là các cá nhân, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải về tội đưa hối lộ. Cùng về tội nhận hối lộ, hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo đều là cựu thanh tra viên, thanh tra giao thông, sở giao thông vận tải, gồm Lâm Hữu Trí 20 năm tù và nộp lại ngân sách hơn 4 tỷ đồng, Trần Văn Dũng 11 năm tù, Phạm Văn Dương 10 năm tù, Trần Văn Minh 9 năm tù, Võ Thành Liêm 8 năm tù, Trần Ngọc Huệ 7 năm tù và Nguyễn Đức Tú 6 năm tù. Theo hội đồng xét xử, từ tài liệu hồ sơ vụ án, diễn biến phiên tòa đủ cơ sở xác định từ năm 2021 đến tháng 3 năm 2023, các bị cáo là cựu thanh tra giao thông công tác tại các đội nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông Vận tải gồm Lâm Hữu Trí, Trần Văn Dũng, Nguyễn Đức Tú, Trần Ngọc Huệ, Võ Thành Liêm, Phạm Văn Dương, Trần Văn Minh đã có hành vi sai phạm. Cụ thể, các bị cáo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhiều lần nhận tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng của nhiều cá nhân, chủ doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải khi xe của các doanh nghiệp lưu thông trên nhiều tuyến đường bộ thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mục đích nhận tiền để không hoặc ít kiểm tra, xử phạt hành chính các xe vi phạm hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các xe khi vận chuyển hàng hóa trên đường bộ. Quảng Ngãi có diện tích trồng cao rộng lớn, tập trung chủ yếu ở huyện miền núi Sơn Tây và huyện Nghĩa Hành. Chưa có năm nào giá cao ở mức cao và kéo dài trong thời gian kỷ lục như năm nay, tình trạng trên đã tạo nên cơn sốt. Từ cây cao, nhiều hộ dân đã có thu nhập khủng, cá biệt có hộ ước tính thu về gần tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian dài tăng giá kỷ lục, hiện giá cao tươi ở Quảng Ngãi đang hạ nhiệt và giảm nhanh. Ngoài ra các chủ vựa, lò giấy thu mua cũng rẻ chừng, thậm chí có lò tạm dừng thu mua. Nguyên nhân chính là do phía các đối tác Trung Quốc bất ngờ quay xe, hạn chế nhập cao khiến các thương lái cũng giảm sức mua để dò giá thị trường. Anh Trương Văn Phượng, Người chuyên thu mua cao cho hay, cao chỉ bán được cho các đầu nậu để xuất khẩu qua Trung Quốc. Mấy tháng qua thu mua rầm rập, giá lên từng giờ, có thời điểm một tạ cao ngang giá một chỉ vàng. Tuy nhiên, những ngày gần đây giá cao đã giảm dần. Anh nói, hiện nay giá cao chỉ còn khoảng 50-60.000 đồng một kg. Tuy nhiên đáng lo là hiện người ta không đến thu mua nhiều như trước nữa. Một số thương lái làm việc trực tiếp với đối tác Trung Quốc cho hay. Nguyên nhân Trung Quốc dừng nhập cao từ Việt Nam bởi nhiều công ty của phía họ đã đủ nguyên liệu sản xuất. Vài công ty chưa đủ vẫn nhập, nhưng số lượng rất ít. Ông Đàm Bàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nghĩa Hành cho hay, cây cao không phải là cây trồng chủ lực. Nhiều năm qua địa phương cũng khuyến khích người dân trồng cao. Ông cho biết, cây cao ở huyện Nghĩa Hành đầu ra không ổn định, người ta mua chỉ qua thương lái bên Trung Quốc. Nếu họ không mua thì dân lại chặt phá. Tại huyện Sơn Tây, rất nhiều lần cao rất giá thê thảm, nhưng so với nhiều loại cây trồng khác, cây cao vẫn đem lại hiệu quả kinh tế hơn. Tuy nhiên do giá cả bất bình, năm được năm mất nên huyện Sơn Tây cũng không khuyến khích trồng cao ổ ạt. Thay vào đó nên trồng thêm các giống cây dưới tán cây cao để cân đối cây trồng và có nguồn thu trong những thời điểm cao rất giá.